Ok, hello mọi người nha. Mạnh team mình đây. Tiếp tục chuỗi series trải nghiệm với những đội hình mới của đấu trường chân lý mùa 13 nha anh em. Linh thú mùa mới nè anh em. Jin Aran xuất trận nè anh em. Khá đẹp nha. Với hình như là con Annie hàng hiệu gì á. Fan tí nị hàng con này thì mừ tinh hoa thần thoại nha anh em. 10 huy chương thần thoại, còn cái con hàng hiệu kia nó 25 lần. Hình như mình mở được 7-8 cái gì. Nhưng mà phải kiếm him ribi nè. Kiếm him ribi mở đủ 25 cái tôi lấy con chibi Annie luôn. Rồi, không biết nâng cấp của này là gì đây. Tất cả tập trung hết ở quán giọt cuối cùng rồi. Trận này không có quần kỳ ngộ. Ủa, vãi cứt. Này là nói chung là giờ là mấy cái kỳ ngộ là máy nó chọn ngẫu nhiên nè. Nó không có như mấy cái mùa trước là nó mình vote đâu. Rồi vòng này là máy nó không có vòng kỳ ngộ luôn nha nè. Không có được cái gì luôn. Ai, không biết là chơi đội hình gì đây. Thống trị hồng đen hả? Phụ máy. Đấu sĩ. Cũng máy tự động mình cũng chưa chơi nè. 6, 2, 4, 5, 6. Cái gì thống trị mình cũng chưa chơi. Mới đợi kênh hình khác mình tương đối là chơi rồi nha. Hoa hồng đen 2, 4, 5 7 hồng đen. Rồi. Rồi chắc lấy bộ học Pandora đây nè. À mu mu. Rồi lấy ép đầu tăng cho mu mu luôn. Cổ máy tự động giám sát. Cổ máy tự động luôn nè. Rồi Asobia. Toàn phát là có gì vậy? Đấu sĩ hả? Hoa hồng đen. Phô binh. Nổi loạn cực tốc. Cũng mới tự động. Nhận phô lê khi họ gây sát thương. Tao chơi thử đội hình này coi nè. Nói chung là mỗi đội hình tôi cũng sẽ đổi ha. Chơi thử coi nó mấy đội hình đó nó có gì đặc biệt không, muốn biết thì phải thử anh em chứ không chắc là chơi cũng máy tự động anh em hả. Ok không, cũng máy tự động rồi gì đây, cực tốc mà. Ok hạ cực tốc vô luôn. Đấu sĩ hoa hồng đen. Giám sát. Mấy đội hình này thì tôi nghĩ là có lẽ là nó yếu nè. Kích cực có móc 4, móc 6 à. Mỗi này phải có thêm ấn mới kích được. Thì nó có nghĩa là tương đối là nó yếu. Nhưng mà mình chơi thôi nè. Chơi thử thôi chứ. Mấy đội kia chơi rồi này chưa chơi, chơi thử. Chơi mới biết được không. Mùa mới mà. Cái nào mới thì thử thôi.
Rồi chắc là lấy đồ tăng cho Mumu trước nha nè. Thằng đen. Không trị vòng đen. Rồi cho hai này tăng đi. Vander có thêm giám sát ha, nó tăng. Giám sát 2, 4, 6. Nhận pha lê. Đó là mấy cái vòng tròn à. Lê gì? Khi họ gây sát thương ở 20 pha lê, họ bắn phá mục tiêu. Wow. Vander này nhìn chiêu nó giống như là con gì? Con gì cầm hai con gì quên tên bả là cực tốc. Rồi cực tốc. Rồi ép này cho Namumu luôn. Quên có hộp Pandora nó đổi đồ nè. Hơi Vander tăng tốt hơn Ngamumu. Tấu sĩ, thí nghiệm, liêm la. Rồi, hợp lý luôn. Cực tốc. Leo hạng. Trụ cùng hữu. Nhận một hình nhân được trang bị ấn ngẫu nhiên, có thể bắn ra đòn bắn tầm xa. Ok, nhận cái này thử coi ra ấn gì. Ấn nổi loạn à. Hai, bốn, sáu, tám, chín đã loạn. Giờ lại ra nổi loạn hết ta. Căng vậy. Thôi anh em, nói chung là mình đã chơi cỗ máy tự động rồi, không chuyển qua nổi loạn luôn nha, vẫn giữ nguyên cỗ máy tự động luôn nha. Chủ lực phép Blitz. Tại cái hoa hồng đen. Tại mấy đội hình kia chơi rồi nè. Cái này mình chưa chơi nên là mình ok, bán cái này luôn, vòng đen đồ không chơi luôn. Mình phải có chính kiến đúng không? Mình đã chơi đội hình đó rồi là mình phải chơi luôn. Phải được phép chơi con Tritophet với con Comat. Tritophet cực tốc cũng được anh em. Con này cũng có thể là carry cũng được á. Đang tìm kiếm con rồi có luôn cái cây quyền trượng thiên thần, cỗ máy tự động luôn, 4 cỗ máy tự động. Ủa ok, chơi con máy tự động cực tốc nha nè.
dù không có ấn nhưng mà đều chơi được. Không sao, đang test mà, test đội hình. Đội hình thì cũng khá ổn. Hay nãy giờ tưởng yếu mà về desktop anh em. Không, nãy giờ top luôn à. nhiều khi thấy yếu nhưng mà yếu không tưởng, nhưng mà nó lại mạnh không tưởng. Hình nhân bắn ra một mũi tên gì đây, rồi bật kim cương luôn. Rồi quá khổ sẽ cho tốc độ đánh. Rồi bùa đao cũng nhận găng tay tinh xảo hả? Ok, thấy găng tay tinh xảo nè. Blitz đỡ đòn. Vander, ok, bỏ cho Vander ha. Cực tóc. Wow, tiếp tục phép hai con luôn. Phải lấy thôi nè. Từ tốc này nó tăng tốc độ cho anh em. Móc 3 là tăng 30 đến 80%. Mình tưởng đội hình này yếu mà ai về đất tốt nha. Nhận giáp và kháng phép bằng 40% sức mạnh thích hợp đổi vậy nè. Với mỗi anh là 60 năng lượng tiêu hao ném ra một cột lửa rộng 2 ô gây sát thương chuẩn. Nhận sức mạnh thích hợp bằng 25% kháng phép tăng 50 kháng phép. Hướng này nhận thêm 40 giáp kháng phép cộng thêm từ mọi nguồn. Giáp kháng phép từ mọi nguồn hả? Chắc là ép cho Amumu nè. À, chỉ có hai cái thôi, một là mình ép cho mấy thằng tăng, hai là ép cho carry chính thôi. Này mình thấy tăng mình đấy thì mình ép cho tăng thôi. Ồ, tưởng là đội hồi nén yếu mà ai về lại đét tốt anh em. Mùa này thì rất nhiều đội hình mới nha anh em. Những đội hình trước mình chơi mình thấy tưởng nó mạnh, nó được nhiều móc nhưng mà nó lại dead không nổi. Mà đội hình này mình tưởng nó yếu nhưng mà thành ra là nó lại dead rất tốt. Khó hiểu. Rồi, chết mày chưa. Đây sân đấu mới nè. Sân đấu ngu mà dừng con trâu. Sân đấu này cũng mới mua nha em, cái này nó ngàn mấy á, ngàn tám hình như GB á, ngàn tám chín gì hẩm. Tôi nhớ là vừa vô tôi mua cái này luôn. Jump start. Wow, Amumu gần lên 3 rồi anh em. Một con nữa. Rồi. Nocturne cũng vậy luôn. Rồi, lên cấp 8 luôn rồi. Top luôn. Rồi, 4 cái top luôn ha. Đủ luôn rồi đó. Respect the Madara. Cuồng đao cho Tittlepet luôn em.
mình có tăng vậy là ok rồi đó. Giờ mình add đồ quét cho con mấy con carry dưới. Tiếp tục quét với con map này bắn khá ổn à. Wow, nãy giờ không mất một giọt máu nào luôn kìa. Hơi kinh đấy nhỉ. Tăng tâm tâm có đám luôn rồi đó. Đồng minh nhận hiêm giáp và kháng phép với một cái địch tiêu diệt. Rồi, con máy tự động luôn. Blitz là gì, chiêu gì đây? Nếu sống sót sau khi chịu sát thương gây 300 sát thương hấp thụ dưới dạng sát thương phép lên mục tiêu, kích hoạt nhận lá chắn trong 4 giây, sốc điện ba cái địch gần nhất. Amumu này coi bộ căng nên nó không có nó không giờ không ra luôn rồi. Không lẽ dùng cái kia luôn. Wow. Vậy ép gì ta, tăng thì có rồi đúng không, Simba đấu sĩ kiếm cái Blitz. Blitz 2 sao. Ok. Tưởng nó yếu nhưng mà thành ra nó lại mạnh. Ba cuồng đao luôn nha. Vẫn chết. Ủa, ở anh này được anh em. Gì anh kia chửi gì. Viết gì đây, không biết ngờ nước nào, viết chữ gì mình không biết luôn. Tiếng gì, nước gì. Server này tùm lum hết nha anh em, toàn là tại đất hải không. Đủ cái khởi lội. Nổi loạn. Wars are messy. My kills are clean. Looking for me. Three guns means never having to say I'm stuck. Lộn nữa. Cái gì vậy ta? Malha. Căng ta. Amumu. Chắc là tôi dùng cái này luôn em. Dạ, nói chung là nó không có ron, nó không có đâu. Dứt luôn cái đó là gì. Rồi, có ấn gì chinh phục. Chắc là lấy ấn luôn em. Chờ anh đổi ra cái kia không? Rồi, bị thua anh dán rồi ha. Blitz.
Minh Phát. Không biết là dead nữa không? Vẫn đang top đầu nha em. Chờ đổi ra cỗ máy tự động nữa. Rồi bên kia nó quá mạnh rồi. Casio 3 sao luôn. Nói lon đấy, mà là 2 sao. Rồi ấn gì đây? Rồi. Vin chưa kịp lên nữa. Trụ nổi không em? Không nổi ha. Rồi cút luôn, cút giờ. Chưa, còn dán nữa mới cút. À, Vinh 2 sao luôn rồi đấy. Rồi, cũng không có gì để gọi là... gọi là luôn. Giờ nó còn ra cái gì gia đình. Để em này đi Vin luôn nè. Gắn này cho này luôn. Đang kiếm cái ấn cổ máy tự động mà không được. Thôi nói chung là top 1, top 2 rồi thôi. Không đến nỗi nào. Mình thua nó thì mình đứng top 2 thôi. Ok. Top 2 ha. Not even low. Ok, GG mấy anh em nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha anh em. Thank you.